Tạo một sân chơi lành mạnh để các nhân tài nhau việc phát triển tài năng, xây dựng thương hiệu, từ cá nhân xuất sắc và kết nối tạo thành đường hướng đoàn kết và thống nhất, chung tay đưa ngành nhau việc hội nhập và phát triển cùng thế giới. Đã có những con người Việt Nam yêu ngành nhau, thành công cùng với nhau và khao khát chia tay nghề, quyết định mang tình yêu đến với ngành nhau tại Việt Nam, cố gắng trở thành cầu nối tiên phong, kết hợp sức mạnh cùng các đại cao thủ nhau của Việt Nam, những người cùng chung chi hướng để thành lập nên trưởng ban tổ chức, phó ban tổ chức, ban cố vấn, hội đồng trưởng ban giám khảo, hội đồng ban giám khảo quốc tế, hội đồng ban giám khảo giám thị để cuộc thi Việt Nam đào các năm 2022 mùa thứ hai thuận lợi ra đời. Ba hành trình của chúng ta đã cùng với nhau trải qua đến mùa thứ hai và các sân chơi xin mời các quý vị sẽ cùng hướng mắt lên phía cùng màn hình để cùng chứng kiến lại quãng đường thành công mà Việt Nam đào các năm 2021 đã tạo dựng làm nền tảng để chúng ta có cuộc thi năm nay. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi đoạn video clip giới thiệu các hành trình của Việt Nam đào các những năm vừa qua. Xin chào kính mời.